Mọi người thì hôm nay thì có mời Lộc vô anh, do anh Lộc hay thích anh thịt ghẹ với thịt vịt đồ mè nướng á mọi người, thì nên mời anh Lộc vô anh cùng cho vui. Thì anh Lộc mời mọi người trước đây. Ok, đây bỏ đây là dĩa chấm thịt cổ nha. Cho anh mời cái đùi ấy. Cái nào? Cái đùi này cho ngon. Rồi ok, nói chung hai đứa em mời Lộc cái đùi cũng được nha mọi người. Đây muối chanh đây hả? Mấy chiếc ớt? Bê bông cái à? Bê bốn trái hả? Hai anh em ăn cây ông nở mọi người thông cảm nha, cho nấu mà Lộc rồi Lộc ăn 10 trái. Thôi mời mọi người cái đùi đúng đẻ luôn, vàng khe luôn nào mọi người. Ai nướng gì? Em cũng có nướng nhưng mà em đi về nướng. Em không có nướng không? Không. Bé Chi thì nó rửa rau đồ, nó đi vẽ muối đồ mọi người. Thôi, mời mọi người nha. Ngon anh. Ngon. Đồ không nhận quá ngon luôn á nha. Rồi hai đứa ăn đi. Đây miếng này, miếng thịt này, thịt nhiều không ơi? Chỉ một người mời mọi người. Em mời mọi người lần sau đừng ăn cái đó, chấm xong rồi bỏ cái chén muối ra bữa học cho đỡ nó dính đúng miếng vô á, ăn cầm ghiền á. Tí mà mọi người nha, mọi người biết ngon không? Dai không? Thôi dai không? Thôi dai. Dai nó mới ngon. Chắc nó nhớ lúc hết nước. Như thịt bò. Nhìn màu như thịt bò. Ngon thiệt hết trơn. Nói chung là em làm nửa con đúng không? Dạ. Còn nửa con đó có gì ăn cơm cũng được chứ. Sợ anh hết. Nhiều thịt hơn ghê luôn ạ. Khai con nhiều thịt kiểu thế. Nó có mỡ. Dạ nướng giòn luôn. Ở trong này cái gì con vịt cũng mỡ nhiều lắm nha mọi người. Ngon không chị? Thái cây. Anh đâu thái cây không? Anh thái cây không? Còn có cây gì đâu. Họ ứa cái. Công nhận nó quá ngon luôn. Cây không? Ai ơi thấy cây không? Mình cái cây. Có thấy cây gì đâu trời. Không bữa mấy cây. Em ăn cây không quen. Nói chung là nay Lộc ăn từ từ thôi cho nó biết vị mọi người. Ăn nhanh quá nó mau quên quá. Nói chung có khi buổi chiều Lộc ăn bữa ăn nướng con gà với Thủy ở trong nhà hoài á, cái tối tự nhiên nó thèm lại mọi người. Mình ăn nhanh quá giống như bát giới á. Quá ngon. Nướng mấy tiếng? Dạ nướng 2 tiếng. 2 tiếng rồi. 2 tiếng rồi. Với cái chậu đó dễ nướng. Cái chậu đó cái kiểu mà nó không có bay lửa ra hoài á. Dạ. Cho mình bỏ dưới đất á mọi người, là lửa nó bốn bên này nó sẽ bay ra. Cái anh em của Tý thì cũng ăn xong mỗi người một miếng mọi người. Thì bây giờ anh Lộc mời thêm một người một miếng nữa. Thôi đừng mời nữa, mời một lần thôi. Mình ăn mời nhiều lần ít thay. Cửa giữa bờ anh Lộc mình luôn rồi. Thôi thôi giờ mình Lộc sẽ ăn miếng thứ hai nè. Cái đây là cái phao câu nè nha. Phao câu chỉ làm hai ra. Chấm ớt vô. Nhìn đẻ không? Để vô giết vô. Rồi đây. Cắt miếng dừa nữa nó rẻ luôn. Dừa cà, bữa nay không cắt làm 4 nữa, cắt làm 2 thôi. Rồi. Làm miếng ru nữa. Dầu nữa. Đặt bé trái bầu chép không? Tuyệt vời. Ngon. Ăn thôi, hai đứa ăn thôi. Cây nè. Em ăn cây không quen. Dứt luôn. Rồi ăn miếng, tí ăn miếng thứ hai nha mọi người.
Thì đây là cái cánh. Miếng nha. Cái cánh có gì đồ ăn? Mình thích ăn cho mấy cái cánh, cái chân. Ngon chưa? Cái cánh không có gì luôn á. Có chưa không cho cái gì? Nhưng mày lại ngon. Gặm nước miếng không à? Con hái hay ăn chân kia thì cánh à? Miếng này thật nhiều đó hả? Dạ. Miếng đó thật nhiều đó hả? Miếng đó muốn ớt hay sao ạ? Miếng em không biết miếng này cửa không? Đây có cái bụng á. Cái miếng ớt. Miếng đó dày mà nó chín luôn mà. Ở trong bụng chín luôn. Chắc miếng ớt. Ở đây miếng thịt nó dày lắm mọi người. Nhưng mà nó không có đỏ ở trong nha. Ở giữa nha. Nó chín luôn. Nên ăn nướng ngon chị. Ngon. Với anh em của tí thì cũng ăn no mọi người. Chị ngon. Ngon. Lộc ăn ngon. Ngon, quá ngon. Ừ. Thì video của tí và chị cũng làm món vịt nướng mua ớt thì đến đây cũng kết thúc mọi người. Thì mong mọi người ủng hộ cho tí và chị. Bye bye mọi người. Đó là mọi người nha.